Không nộp bài tập về nhà là ăn chửi liều nữa nhá. Nghiêm túc đấy. Cái thằng Quang Minh sao bây giờ nó chưa vào nhỉ? Trả xong cả đấy đúng không nhỉ? Bên thứ hai kiểu nó xong cả đấy đúng không? Thế mà tháng này sao chưa bao rồi học rồi. Bài này thực chất là bài thứ tư nhưng mà bài thứ bảy đâu. Đây là tờ này, tờ số 7 này. Học bài đâu. Thầy thầy ông gửi cái phái đen đi lên ở đây. À quên 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 quên. Thầy up ở trên link link đọc nữa rồi nhưng mà thầy quên đứa vào nhỏ. Đây thì đây thì nha. Rồi, thầy gửi vào trong nhóm ấy. Được chưa? Có thời gian nhỉ? 5 giờ 26 phút rồi. Thôi, 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 bắt đầu. Còn muộn mà. À, bài hôm nay cũng hai nội dung này. Đúng như tiêu đề nhá, cũng hai nội dung. Một là khung dây quay. Hai là máy phát điện. Được chưa? Thì đề thi đại học thì phần này sẽ có khoảng là 1 đến 2 câu. Thứ nhất là khung dây quay. Bài này là giải thích cho việc là tạo ra điện xoay chiều. Tạo ra điện xoay chiều. Cái nguồn gốc việc tạo ra điện xoay chiều. Thì mình cũng hiểu đơn giản thôi. Học sau này các bạn mà muốn chuyên sâu ấy thì ta học liên quan đến ngành vật lý kỹ thuật. Cái này ngành điện. Còn ở đây nó chỉ là một cái mô hình rất là đơn giản thôi. Thực tế là chúng ta học vật lý này là vật lý sự có là vật lý sơ cấp rồi. Nó khá đơn giản. Mô hình như sau. Người ta sẽ cho mình một cái cuộn dây và họ gắn lấy một cái trục thẳng đứng, được chưa? Và còn chú ý là cái khung dây này có thể quay được quanh trục nha, có thể quay được quanh trục. Được chưa? Và người ta đặt vào đấy một cái từ trường. Được chưa? Một cái từ trường B nào đó. Được chưa? Một từ trường B nào đó. À, thì lúc này là quanh cái vòng giấy này, quanh cái khung giấy này nó có một lượng từ trường đi qua. Thì người ta gọi cái lượng từ trường đó là từ thông. Từ thông được ký hiệu là chữ phi. Cái này học lớp 11. Nó được tính theo công thức là NBS cột alpha. NBS cột alpha. Trong đó thầy nhắc lại một chút xíu. Ở đây N ấy, là số vòng dây. Còn B là cảm ứng từ Tesla. Cảm ứng từ. Đơn vị là Tesla, đọc là Tesla các bạn nha. Tesla.
Được chưa? Cái nào là 11 nhưng mà có lẽ là cũng quên hết rồi. Thôi thầy nhắc lại luôn. SC nó là diện tích của khung dân. Đấy. SC là diện tích của khung dân. Bây giờ này. Đó là từ thông. Là cái lượng từ trường đi qua thì người ta gọi là từ thông. Mình cứ hiểu đơn giản như vậy. Tiếp theo là làm thế nào để xuất hiện được dòng điện trong cái khung này. Thì cái này lớp 11 cũng đã giải thích nhưng mà có lẽ cũng quên luôn. Thì đơn giản là người ta sẽ quay cái khung dây này. Được chưa? Người ta sẽ quay cái khung dây này. Đấy, quay khung dây này. À ở đấy thầy quên nói cái alpha là cái gì nhỉ? Alpha này chỉ là góc giữa vector B và pháp tuyến của khung dây. Pháp tuyến là cái gì các bạn nhỉ? Pháp tuyến là cái gì? Pháp tuyến là cái vector vuông góc về mặt phẳng. Cái này học về hình giải tích bên không gian thì các bạn biết rồi đúng không? Pháp tuyến là cái thằng vuông góc mặt phẳng. Một cái vector là vuông góc mặt phẳng. Thấy chưa? Vuông góc. Và alpha là chỉ là góc hợp giữa B với pháp tuyến. Đây, góc alpha đây. Đó. Alpha là góc hợp giữa cảm ứng từ về pháp tuyến nha. Đó. Rồi tiếp theo nào, thầy đang nói cái gì nhỉ? Đó là để tạo ra dòng điện trong này này, để xuất hiện được dòng điện trong này, người ta sẽ xoáy cái khung dây này. Thì lúc đó tư thông nó biến thiên. Tư thông nó biến thiên. Biến thiên như nào? Biến thiên theo hàm cốt NBS. Cốt của omega t cộng với phi. Cái alpha này này, cái alpha này nó quay theo hàm hàm thời gian đó là omega t cộng phi. Đấy, quay đều nhé, quay đều với tốc độ quay là omega. Đấy, thì nó sẽ ra được cái góc này. Và khi nó quay như thế thì rõ ràng tư thông này nó biến thiên. Đấy chưa? Biến thiên. Nó biến thiên thì nó mới sinh ra được dòng điện các bạn nhé. Đấy. Ở đây thầy sẽ chú ý cho các bạn một chút này. Đó là cái omega này này. Ta có thể ký hiệu cái này là phi không nhá. Cái omega này đó là cái tốc độ quay. Tốc độ quay của cái khung dây. Của khung dây. À, cái tốc độ quay này thường trong đề bài người ta sẽ hiểu là vòng đến phút. Vòng đến một phút. Và chú ý cho thầy là một vòng đến phút sẽ bằng là một vòng sẽ là 2 pi phút đổi sang là 60 giây. Thì đơn vị là radian trên giây. Các bạn cần phải đổi sang radian trên giây nhá. Nếu đề bài cho vòng đến phút các bạn cần đổi cho thầy sang. Đây. Được chưa? Rồi. Và khi omega, khi tư thông biến thiên như thế thì theo lớp 11 đấy. À, theo lớp 11 chúng ta học ấy, khi tư thông biến thiên nó sẽ sinh ra một dòng điện cảm ứng ở trong này. Nó sinh ra một dòng điện cảm ứng chống lại sự biến thiên, đúng nhỉ? Và khi dòng điện cảm ứng được sinh ra thì sẽ có nguồn điện sinh ra nó, đó là E cảm ứng. E cảm ứng này có công thức đó là trừ phi phải, trừ phi phải đào hàm theo thời gian này. Và nếu đào hàm ra, nếu đào hàm ở đấy thầy đào hàm sẵn luôn thì nó sẽ ra được công thức đó là omega đưa ra ngoài này, được chưa? Omega đưa ra ngoài nhân phi không nhân với cột omega cộng phi trừ đi phi chia hai. Ở đây thầy đào hàm sẵn luôn, biến đổi luôn nha. Được chưa? Đây, trừ cái khoảng này hơi nhỏ này. Các bạn nhận xét cho thầy một câu này. Nhận xét cho thầy một câu này. Đó là cái suất điện động cảm ứng này. Cái này đơn vị vốn nha. Suất điện động cảm ứng này nó trễ pha hơn
dễ pha hơn. Tư thông một góc là pi chia 2. Được chưa? Nó dễ pha hơn tư thông một góc là pi chia 2. Sau khi các bạn đào hang xong thì các bạn thấy là nó dễ hơn. Rồi. Ngoài ra do nó vuông góc nha, do nó tế phan pi chia 2, tức là ta vẫn được sử dụng công thức vuông pha các bạn nha. Rồi có thể ghi công thức vuông pha vào cho thầy nha. Chỗ này thầy hết chỗ rồi. Thầy trừ hơi ít. Công thức vuông pha sẽ là bằng phi chia phi không bình cộng với e chia e không bình thì bằng 1. Ở đây e không chỉ là cái thang này nè nha, thang này omega nhân phi không, được chưa? Thì đó chính là nguyên lý cơ bản để tạo ra dòng điện xoay chiều, rất đơn giản, đó là người ta quay khung giấy để sau này nó sẽ như dòng điện thế đó. Và các bạn cần chú ý hai định lượng, đó là tư thông và gì, và xuyên đường cảm ứng, thế đó nha. Ngoài ra thì để ý cho thầy cái công thức vuông phá nữa ấy, nha. Nói chung phần này cũng chẳng phải gì, còn nhớ cho thầy hai công thức đó. Đấy chứ gì, bây giờ ta tập dựa chung công thức tốt nào. Ghi xong chưa? Để bắt đầu nào. Giờ thì không dây kỳ là mệt binh nha. Bắt đầu. Cho một khung dây phẳng có diện tích là 0,5 mét vuông, gồm 150 vòng dây, đặt trong từ trường có độ lớn cảm ứng từ B là 0,2 tesla. Góc giữa vector cảm ứng từ B và phạm tuyến của khung dây là 30 độ. Hỏi tư thông xấp xỉ là bao nhiêu? Đơn vị của tư thông, cái này ta đọc là gì? Đọc là vb các em nha. Vb nha. Đơn vị tư thông là vb. Cái này các bạn áp dụng công thức thôi. Nó là nbf cột alpha. Ở đây người ta cho một khung dây, đúng không? Có 150 vòng, tức là n là 150 đấy, đúng không nhỉ? N là 150, cái này là n 100. Rồi b ở đây là 0,2 tesla, còn s ở đây là bằng 0,5. Góc giữa vectơ cảm ứng từ với phạm tuyến là 30, tức là cái này ý là cho alpha bằng 30 đấy, vậy cột 30 là vào, bấm máy đó. 150 nhân 0,2 nhân 0,5 nhân về căn 3 chia 2. Đúng nhỉ? Đó. Là gần bằng 13 về bên. Rồi thì các bạn nhớ là khi nhắc đến gì? Tư thông thì các bạn cứ nhớ công thức nbf của alpha nha. Câu hỏi số 2. Một khung dây dẫn phẳng dệt hình chữ nhật có diện tích là 60 cm². Cái này tức là gì các bạn? S đấy. Rồi. Quay đều quanh một trục đối xứng thuộc mặt phẳng khung. Trong tư trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4, tức là cái này là B đấy. Hỏi tư thông cực đại là bao nhiêu? Đấy. Thì các bạn nhớ này. Tư thông cực đại là cái gì? Tư thông cực đại đó là cái thằng nbf đây các bạn này. Đây gọi là tư thông cực đại đấy. Chỗ này đây, phi không nha, ta kỳ hiệu tư thông cực đại là phi không sẽ là nbf. Giống như biến đồ ấy. X bằng a của omega t cộng phi
Thì cái này người ta gọi là lý đồ cực đại các bạn ạ. Cái cái đứng trước hàm cột là cực đại nha. Thì cái này sẽ NBF thôi. Các bạn thay số vào cho thôi. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật. Tức là đấy là một khung thôi đúng không? Đấy, một khung thôi. Chờ, như vậy N1 đấy. B là 0,4. Còn F là 60. Dẫn 11 trừ gì các bạn? Trừ 4. Các em chú ý cho thầy là cm vuông mà đổi sang ấy, thì phải nhân 11 trừ 4 nha. Đó. Đổi sang mét vuông á. Thì đáp án là gì? Ok, C đúng không? 2,4 nhân 11 trừ 3. Vì vậy. C. Câu hỏi số 3. Câu hỏi này liên quan đến xuất điện đồng cảm ứng các bạn nha. Xuất điện đồng cảm ứng thì các bạn nhớ cho thầy công thức xuất điện đồng cảm ứng nào. Nó bằng omega nhân phi không nhân với cột của omega t cộng với phi trừ pi chia 2. Các em nhớ là xuất điện đồng cảm ứng là t pha hơn thằng ấy nha, thằng tư thống nha, được chưa? Cứ nhớ này, cứ nhớ e là em ơi em đúng không, em thì bị ít tuổi hơn anh đúng không nhỉ, phi là anh đấy đúng không, phi là anh. Còn e là em thì bị ít tuổi hơn anh nhá. Nhớ như vậy sau này đi thi dễ lộn đấy, không 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 phải đâu. Nào, một khung dây dẫn có 100 vòng được chưa, đây là N nha, còn cái này là diện tích là F nha, còn cái này là cái gì các bạn biết đâu, thầy vừa nói đến xong đấy, đơn vị vòng nên phủ là cái gì, đó là cái tốc độ quay của khung. Mà các em thầy nhớ cho thầy là cách đổi này, cách đổi này thì nhớ là một vòng đến phút thì cách đổi là gì? Một vòng thì tương ứng với 2 pi. Còn phút thì các bạn đổi cho thầy là 60 giây. Thì lúc đó đơn vị nó sẽ là radian trên giây. Còn nói chưa? Đây. Cái omega này này, nó là 120 vòng trên 1 phút. Thì các em cần đổi cho thầy đó là 120 nhân với 2 pi. Bởi vì một vòng là 2 pi nha. 1 phút đổi sang giây là 60. Nó sẽ bằng là 120 nhân 2 chia 60, kết quả là 4 pi. Được chưa? Vậy ta loại ngay A và C. Đúng nhỉ? A và C có omega là 40 pi là sai rồi. Rồi, đơn vị ở đây là radian trên trời. Ok. Bây giờ tính cái thằng thằng cực đại nè, thằng E cực không cực đại nha, E không nó bằng gì đây? Omega nhân với gì? Phi không, đúng không? Phi không là cái gì? Phi không là tư thông cực đại, nó lại là công thức NBF đúng nhỉ? Đó. Thì nó sẽ bằng là 4 pi nhân với N là 100 nhân với 0,2, B là 0,2, SC là bằng 600 nhân 11 trừ 4 bao nhiêu? 4,8 đúng không? Rồi 4,8. Ok. Vậy chắc chắn là đáp án D đúng nhỉ? Chắc chắn là đáp án D. Tuy nhiên D luôn á. Bây giờ này, thầy hỏi này. Thế bây giờ là nếu mà giả sử như là phá ban đầu thêm một tí phá ban đầu thì làm như nào đấy? Giả sử mình làm tiếp nhá. Giả sử như vẫn chưa chọn được đáp án đi thì mình phải làm tiếp. Rồi phá ban đầu như nào? Thế bạn phải đưa vào cho thầy này. Chọn góc thời gian, chọn góc thời gian là lúc vector phạm tuyến ngược hướng với cảm ứng tư, được chưa? Chọn góc thời gian là lúc vector phạm tuyến ngược hướng với cảm ứng tư, tức là tại t bằng không nha. Thì cái phá ban đầu này, cái phá của nó này, vector phạm tuyến hợp với của mặt phẳng khung ngược hướng vector cảm ứng tư, tức là cái góc này này, thầy sẽ giải thích một chút này. Cho trên này thầy trừ hơi ít chỗ để viết. Các bạn cần chú ý cho thầy cái chỗ phí này. Chỗ phí này này. Phí là cái gì? Phí là phá ban đầu. Được chưa? Phá ban đầu. Và đồng thời nó cũng chính là góc hợp giữa B và N ở thời điểm ban đầu luôn. Được chưa? Ban đầu người ta bảo B và N hợp với nhau bao nhiêu độ thì đó chính là phí các bạn nha. Đó. Đó là phí của tư thống ấy.
Đây. Tại thời điểm t bằng 0 này thì cái góc phi của chúng ta, phi của tư thống nha, nó bằng mấy độ? Ngược hướng với nhau thì mấy độ? 180 độ đúng không? Thế là pi ấy. Đây này, chọn góc thời gian lúc vector phát tuyến, tức là n nha, ngược hướng với vector cảm ứng từ B, được chưa? Đó, ngược hướng vector cảm ứng B thì phá của tư thông thì nó phí đấy, sẽ bằng pi. Tuy nhiên phá của E, được chưa? Phá của E thì nó lại trễ hơn phá của Y, một góc là pi chia 2, nên chỗ này là sẽ là pi trừ đi pi chia 2 các em nha, sẽ là bằng pi chia 2. Đó, thì làm đầy đủ thì nó sẽ như thế, được chưa? Làm đầy đủ là nó như thế, em có hiểu không? Rồi, đáp án thì tất nhiên là D. Tuy nhiên là thầy muốn hướng dẫn thêm cái chỗ mà cái phá ban đầu ấy. Phá ban đầu các bạn nhớ là góc giữa B với N tại thời điểm ban đầu, hiểu chưa? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc omega quanh một trục cố định nằm ngang trong khung dây. Xuất điện đồng cảm ứng trong khung thì có như thế này. Tại thời điểm t bằng 0, vector pháp tuyến n đấy hợp với vector b một góc là bao nhiêu? Tại thời điểm t bằng 0 thì phá của e thì nó là pi chia 2, đúng nhỉ? Đúng không? Vậy thì các bạn có suy ra đây đi. Suy ra của phá của tư thông không? Em nhớ là tư thông là ánh đúng nhỉ? Là ánh nó sẽ sở phấn em. Một góc là gì? Pi chia 2, đúng không? Vậy thì cái này sẽ là pi chia 2 cộng gì? Phá của e cộng thêm pi chia 2 ra phá của anh sẽ là pi chia 2 cộng pi chia 2 thì nó ra gì? Là pi. Và pi này chỉ là bằng 180 độ. Vậy ban đầu đúng không? Suy ra ban đầu là N với B nó hợp với nhau một góc là gì? 180. Đáp án B. Rồi, đấy, kết thúc. Ok nhá. Vừa rồi là phần 1, tức là khung dây quay nó chỉ như vậy thôi. Tức là các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là phí bằng N bè của alpha. Khi nó quay, thấy chưa? Khi nó quay thì phí sẽ bằng N bè cột của omega t cộng với phi. Trong đó phi là góc hợp giữa b và n tại thời điểm ban đầu. Cái này chỉ là phi không. Còn e chỉ bằng omega nhân phi không cột omega t cộng phi trừ pi chia 2. Nhớ là e nó trễ hơn phi, một góc là pi chia 2. Các bạn nhớ chưa? Rồi, nói gì như vậy đó nha. Rồi ta sang phần b, đó là máy phát điện. Máy phát điện. À, thì bây giờ ta học khung dây quay để làm cái gì? Ta phải hiểu nguyên lý của khung dây quay đúng không? Thì để vừa rồi học mục đầu tiên là học khung dây quay. Ta học về khung dây quay. Ta phải hiểu là dòng điện xoáy chiêu được tạo ra như thế nào. Đó là cho tư thông biến thiên. Về bản chất là cho tư thông biến thiên. Bằng cách là xoáy cái khung dây, đúng không? Xoáy khung dây. Hoặc cách thứ hai các bạn ngoài xoáy khung dây các bạn có thể xoáy cái nắm chấm cũng được. Được chưa? À, miễn sao là chỉ cần cái tư thông nó thay đổi. Đấy, cái lượng đường xuất từ đi qua nó thay đổi là được. Các bạn nha. Đấy, thì nó sẽ tạo ra dòng điện. Vậy từ cái mô hình đơn giản nhất này. Từ mô hình đơn giản nhất này, người ta sẽ chế tạo ra gì? Máy phát điện. Được chưa? Chế tạo ra máy phát điện. Thì nguyên lý của nó thì hoạt động của nó sẽ dựa đến cái khung dây quay thôi. Được chưa? Đấy, dựa đến cái khung dây quay này. Người ta sẽ thiết kế như sau này. Đây. Đây là cái hình ảnh máy phát điện đơn giản này. Đây là máy phát điện trong thực tế này, còn đây là mô hình đơn giản này, mô hình giải thích một cách đơn giản này. Đấy nha, ta chỉ cần để cho thầy cái mô hình này thôi, cái này thôi.
Được chưa? Thì nó sẽ chỉ đạo như sau này. Người ta sẽ làm một cái khoang, được chưa? Một cái khoang. Ở giữa là người ta sẽ lắp một cái nam châm. Một cái nam châm. Thầy vẽ mô hình đơn giản nha. Một cái nam châm, cực bắc, cực nam. Sau đó người ta sẽ cuốn những cái cuộn giấy ở đây này này. Đấy, những cái cuộn giấy ở đây này. Đó. Hai đầu này thì người ta sẽ nối ra ngoài, được chưa? Nối ra ngoài. Thì nguyên lý rất cơ bản đó là người ta sẽ xoáy cái nam châm này. Xoáy cái nam châm này. Và khi xoáy nam châm ấy thì cái tư thông đi qua đây này, tư thông đi qua cuộn giấy nó biến thiên. Đúng không? Nó biến thiên. Dẫn đến sẽ sinh ra dòng điện. Đấy, nguyên lý đơn giản như vậy. Vậy thì các bạn sẽ cần nhớ điều gì ở đây? Đơn giản là không nam châm nó quay thì nó tạo ra dòng điện thôi nha. Đấy, đây này, đây là nam châm này, được chưa? Còn đấy là cả cái khung dây này, được chưa? Cả khung dây. Đó. Ở đây người ta có chú thích là đây là ba cặp cực. Ba cặp cực. Thầy cái hình này thầy lấy trên mạng xuống này. Đây. Như thế nào gọi là ba cặp cực? Đây, ví dụ nam châm mà thầy vẽ đây này. Nó là một cặp cực. Cực bắc, cực nam gọi là một cặp cực. Một cặp là một đối đấy, được chưa? Cặp đối đấy, được chưa? Cặp đối. Ví dụ như là như thế này gọi là hai cặp cực này. Bắc nam đây này, được chưa? Nam châm này là có hai cặp. Đây có ba cặp cực. Bắc nam này. Bắc nam. Bắc nam. Đấy, được chưa? Người ta gọi là có ba cặp cực. Vậy các em cần nhớ cái gì ở đây? Vậy các em sẽ cần nhớ cái gì ở đây? Thì các em ghi cho thầy này. Thứ nhất, về nguyên tắc hoạt động, đó là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện tử. Đấy, tư thông biến thiên sinh ra dòng điện, đó chính là hiện tượng cảm ứng điện tử, học lớp 11. Thấy chưa? Học lớp 11 đó. Về cấu tạo gồm hai bộ phận. Một bộ phận đó là nam châm, người ta gọi là phần cảm. Đó là bộ phận nam châm. Bộ phận thứ hai đó là phần ứng. Phần ứng hay còn gọi là cuộn dây, chính là cuộn dây. Các cuộn dây đây này, đây là các cuộn dây này đó, các cuộn dây. Các bạn nhớ cho thầy như sau, các bạn nhớ là cảm nám nha, cảm nám. Đấy. Nhớ là cảm, sau này đi thí mà gặp ví dụ như cái phần cảm là phần gì này? Thì đó là nam châm. Nam châm được gọi là phần cảm. Ông sau đi thi không nhớ là gì đấy. Cung vân ám đúng không nhỉ? Rồi, thì về nguyên tắc thì người ta sẽ cho một trong hai cái bộ phận này quay, được chưa? Một bộ phận quay còn bộ phận kia sẽ đứng yên nha, bộ phận kia sẽ đứng yên. Trong hai bộ phận cho một trong hai bộ phận quay. Cho một trong hai bộ phận quay. Đấy, khi một bộ phận quay thì bộ phận còn lại sẽ được yên. Thì cái bộ phận quay người ta sẽ gọi là rotor. Bộ phận còn lại, phần còn lại thì đứng yên cho bạn. Đấy, đứng yên. Đứng yên, thuật ngữ đứng yên người ta gọi là stator. Biến đầu trong cái từ stay ấy, tức là đứng yên. Rotor là chuyển động ấy. Trong máy, trong thực tế thì cái bộ phận nam châm này này, đấy này, như cái máy này nhá, là nam châm là bộ phận quay, còn bộ phận đứng yên là cuộn dây, thông thường là như vậy. Tuy nhiên không phải máy nào nó cũng như vậy. Có thể trong thực tế các bạn sẽ xuất hiện những cái máy mà
cuộn giấy là bộ phận quay, còn nam châm là cái đứng yên. Cho nên các bạn nhớ, chỉ cần nhớ là gì, cái thằng nào quay thì nó là rotor, còn thằng nào đứng yên là gọi là stator. Còn phần cảm thì là nam châm, còn phần ứng thì gọi là cuộn giấy. Được chưa? Và trong cái bài này các bạn cần nhớ cho thầy đó là cái tần số. Tần số gió máy phát điện này tạo ra F sẽ bằng là P nhân N. P nhân N. P nhân N. Trong đó P là số cặp cực. Số cặp cực. Số cặp cực. Nam châm có hai cặp cực thì các bạn P cho là bằng 2. Ví dụ có một cặp cực thì P là 1. Được chưa? Còn N được gọi là tốc độ quay. Tốc độ quay của rotor. Của rotor. Được chưa? Nó được gọi là tốc độ quay của rotor. Thông thường cái đơn vị của nó sẽ là vòng trên dây. Vòng trên dây. Ví dụ như là P người ta cho là hai cặp cực. N là bằng 50 vòng trên dây. Thì đơn giản là các bạn chỉ cần là lấy 2 nhân 50 thì cái tần số của cái máy này tạo ra là 100 Hz. 2 nhân 50 là 500 à 100. Tuy nhiên đề thi nó sẽ không đơn giản như vậy mà họ sẽ thường á để đấy là vòng đến phút. Thấy chưa? Vòng đến phút. Thì lúc đó các bạn mà lấy 2 nhân 50 là các bạn sai luôn. Lúc đó thì các bạn sẽ phải đổi đơn vị đấy. Đó là cái vòng đến phút này này các bạn phải đổi về vòng đến giây. Thế đổi như thế nào? Thì các em chú ý vòng đến phút mà đổi về vòng đến giây thì các bạn chỉ cần là chia 60 là được. Chia 60. Nếu đơn vị vòng đến phút mà muốn đổi về vòng đến giây thì là chia 60. Nha, các bạn có thể ghi chú ý. Chú ý. Nếu đơn vị N là vòng đến phút thì cái tần số của chúng ta là P nhân N trên 60. Vòng đến phút đổi về vòng đến giây sẽ là chia 60. Bởi vì 1 phút sẽ là 60 giây, đúng nhỉ? Rồi. Thế bây giờ thầy hỏi các bạn sẽ có hiểu không này? Số cặp cực này phải là số gì? Nào. Số cặp cực, cặp là đôi, đúng nhỉ? Thế số cặp cực là số gì? Số nguyên hay số thực hay số số dương à? CNT 2,5 có được không? Hai phương comment số dương thì 2,5 có được. Số cặp cực có được 2,5. Rồi. Việt Anh số nguyên dương. Hắn có phải số chẵn không? Cặp chứ có số chẵn. Nó là số nguyên dương. Đúng. Nhưng mà có phải số chẵn. Số chẵn nguyên dương. Nó không phải số chẵn đâu. Lừa xíu. Số chẵn đâu mà số chẵn. Nó là số tự nhiên thôi. Được chưa? Nó chỉ là số tự nhiên thôi. À, một cặp. Được không? Một cặp. Được một cặp là một đôi đấy. Một đôi dẹp được không? Có một đôi dẹp không? Hai đôi dẹp, ba đôi dẹp, bốn đôi dẹp. Được không? Một số cặp cực là số tự nhiên, không cần là số chẵn. Những cái gì sẽ là số chẵn? Cái gì sẽ là số chẵn? Số cặp cực có thể là số lẻ cũng được, nhưng cái gì sẽ là số chẵn?
chính xác, tiếng Mai đúng. Đó là gì? Việt Anh đúng, ok, số cực đúng không? Số cực phải là số chẵn. Đấy. Không thể là ba chữ kẹp được, đúng nhỉ? Không thể là ba chữ kẹp được. Ba chữ kẹp thì sao mà đi, đúng nhỉ? Phải là ba đôi chữ thì được, nhưng ba chữ kẹp cũng được. Được chưa? Rồi, thì đó là lý thuyết phân máy phát điện. Các bạn có thể ghi vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập luôn. Nào, câu hỏi số 1. Trong máy phát điện xoay chiều một phái thì phân cảm có thể từ gì? Thì các bạn nhớ là phân cảm là gì? Cảm là nam châm, đúng không? Nam châm thì có thằng chữ gì các bạn biết không? Nam châm thì có tác dụng là tạo ra tư trường, tạo ra tư trường đúng nhỉ? Các bạn có biết là cái bế ở đây này này, đây này, ta làm này chưa ấy? Cái bế này lấy ra từ đâu không? Đó là từ nam châm mà ra đấy. Đấy chưa? Đấy là tư trường này, đúng không? Cái này tạo ra tư trường đấy. Đó. Nam châm nó tạo ra tư trường qua cái cuộn giấy nó hứng cái tư trường đó, nha. Rồi. Câu 2. Tần số dòng điện xoay chiều. Đáp án gì? Ok. À đúng không? Không, ông nào chọn B. B là sai đấy. Vì các bạn phải để ý là vòng đến phút nha nhá. Đấy chưa? Tiếp tục. Rotor có 4 cặp cực khi quay về tốc độ 900 vòng trên phút. Thì cái suất điện động này tạo ra tần số là gì? Thì áp dụng công thức là PN trên gì? 60 thôi. Chú ý đơn vị ở đây là vòng trên phút cho nên phải chia 60. Thì đây là 4 cặp thì là P 4 nhân với 900 và chia 60. Đúng nhỉ? Đó, thế là ok. À. Rồi. Câu hỏi số 4. Này chỉ dùng công thức cũ thôi. PN trên 60. Thay số vào, F ở đây là 50. P ở đây là người ta yêu cầu tìm P đấy. N là 750 vòng trên phút. Vậy P sẽ bằng gì? 4 đúng không? Đáp án D. Câu hỏi số 5. À. Một máy phải xoay chiều có hai cặp cực với tốc độ quay là 30 vòng trên một giây. Máy thứ hai thì có 6 cặp. Hỏi là rotor này phải quay bao nhiêu vòng trên trong một phút để cho tần số dòng điện này là bằng nhau. Ok. Ta có này. Tần số bằng nhau đúng không? Tần số bằng nhau. Tần số thì bằng P1 nhân N1. Mà nó cũng bằng cái thằng P2 nhân N2 luôn, đúng không? Vậy thì ở đây là hai cặp cực nhân với 30 vòng. P2 là 6 cặp cực, đúng không? Nhân với N2. Thì các bạn tin ở N2.
đây là 60 chia 6 là 10, đúng không? 10. Chú ý đây là 10 vòng trên 1 giây, đúng không? 1 giây quay được 10 vòng, đúng nhỉ? 1 giây quay được 10 vòng. Thì 1 phút là 60 giây, đúng không? Sẽ được quay được gì? 600 vòng. Đấy. Hoặc các bạn có thể dùng đơn vị 6 vòng đến phút. Vậy là nếu mình để đơn vị vòng đến phút đấy, thì còn chia 60 đây cũng được, cũng là một cách. Ok. Rồi các bạn chỉnh sang đấy. B, Nhật B, Thảo B, Trương Mạnh B. Ok, Hàn Phương B. Rồi. Đúng. Câu hỏi số 6. À Phương, sai rồi, cái con là sai rồi. Ừ. Đúng, cái con là đúng đấy. Trở lại đúng đấy. Tần số là 60 Hz. Đúng không? Bằng P nhân N đấy. Đó. 60 Hz này. Nếu thay rotor bằng một rotor khác có ít hơn 2 cặp cực, thì số vòng quay của rotor trong 1 giờ là phải thay đổi đi 1.800 vòng. Ok. Đây này, bây giờ ta sẽ phải thay đổi này. Vẫn là tần số như này nhá, vẫn là tần số như này đúng không nhỉ? Bây giờ cái số cặp cực nó bị giảm đi 2. Nó giảm đi 2. Đồng thời giảm đi 2 thì phải tăng số vòng quay lên. 1 giờ. 1 giờ được 18.000 vòng. 1 giờ được 18.000 vòng thì 1 giây được bao nhiêu vòng? Các bạn nhớ là 1 giờ là 3.600 giây, đúng không? Thì 1 giây sẽ được 18.000 chia 3.600. Kết quả là nào? Đúng không? Phải thay đổi đi 5 vòng. Cụ thể số cặp cực này mà giảm xuống thì số vòng quay phải tăng lên N cộng 5. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, từ đây này, từ cái vế này này, các bạn mới suy ra cho thầy là N bằng 60 trên P. Thay vào N đây, thay vào N đây, thế vào N đây, thì ta sẽ có là 60 sẽ bằng là P trừ 2 nhân với 60 trên P cộng với 5, đúng không? Vậy thì có thể cán thôi, cán là bạn bằng được P sẽ bằng gì? 6, đúng không? 6, đi. Có hiểu không? Ừ, thảo sai rồi. Em nói lại lần nữa nhá, cái tần số này á, là không đổi đúng không? Không thay đổi gì cả, PN này. Do không thay đổi gì cả thì người ta thay đổi ít cặp cực đi, tức là P thứ hai đấy. Khi mà thay đổi số cặp cực đi để mà cái tần số này không đổi ấy, cái tích không đổi ấy, thì cái số quay này phải quay lên, tăng lên, tăng lên. Tăng lên 18.000 vòng. Đúng không nhỉ? 18.000 vòng 1 giờ ấy, thì sẽ tương đương với 5 vòng 1 giây. Được chưa? 5 vòng 1 giây. Thì nó sẽ là 60 chiếc đấy. Từ cái phương trình này nhá, từ cái phương trình này thì ta mới suy ra được là N bằng 60 đến P. Bạn thế vào đây thì được P đó. Được chưa? Rồi, ok nha. Tiếp theo nào. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7.
Được không? Đây hướng dẫn dân này. Một máy phản điện xoay chiều một pha. Thứ nhất là có 2P cặp cực tư. Rồi. Rotor quay với tốc độ là n vòng trên phút. Tần số lúc này là 60 Hz. F bằng 60 Hz. Để bằng P nhân N nhé. Đấy, thầy sẽ suy ra này. Áp dụng này. 60 là F. Có 2 cặp cực tư là 2P cặp cực tư. Nhân N là N vòng trên phút, tức là N chia 60. Đúng không? À, chú ý đơn vị này là N vòng trên phút, cho nên phải chia 60 nữa. Ok. Đúng, chính xác, hai phương đảm bảo đúng đấy. Tiếp theo. À, bây giờ này. Máy thứ nhất nha, đấy là máy thứ nhất nha. Máy thứ hai này là tần số 50 Hz, ta thay vào 50. Có P cực tư. P cực tư thì chú ý là phải chuyển sang cặp cực nha. Cặp cực đấy nha. Chú ý là phải cặp cực á. P chia 2. Có P cực thì số cặp cực phải là P chia 2. Các chú ý, P cực tư thì số cặp cực phải là P chia 2. Bây giờ tốc độ quay nhân với tốc độ quay đúng không nhỉ? Ở đây rotor quay với tốc độ lớn hơn máy thứ nhất là từng này vòng trên phút. Đúng không? Cái tốc độ quay của thang thứ nhất là n vòng trên phút. Được chưa? Tốc độ quay của thang thứ hai lớn hơn 525 vòng trên một phút, tức là n cộng 2 525. Đúng nhỉ? Tất nhiên phải chia cho 60 nữa. Được chưa? Chia cho 60 nữa. Đúng không? Rồi, thì nó bằng 50. Vậy từ đây các bạn sẽ giải hệ phương trình, đúng không? Giải hệ phương trình. Thì ở đây này là P nhân n ấy. Nó bằng gì? Nó bằng 1800, đúng không? Được chưa? Dưới này thì nhiệt độ tí 120 mà nhân với 50 là 6000 bằng P nhân với N. N ở đây các bạn có thể thế luôn ấy. N thế thế này luôn là 1800 chia cho P đúng không nhỉ? Đến P rồi cộng với 525. Vậy thì các bạn cán đúng không? Cán đi. Cộng xíp số đi. Được chưa? Xíp số. Mà nó thử cũng được. Thì P sẽ bằng gì? 8 đúng không? P bằng 8 đúng không? P bằng 8. Úi giời. P bằng 8. 8 này là 8 cực tư đúng không? 8 cực tư. 8 cực thì mấy cặp? Người ta hỏi là số cặp nhé. Số cặp đúng không? Số cặp. Số cặp ở đây thì có 4 cặp. Có 8 cực thì sẽ có gì? Có 4 cặp. Đây bạn ạ. Được chưa? Rồi, hiểu không? Đây là máy thứ nhất nha. Máy 1 đấy nha. Còn dưới đây là máy 2.
Đó, bài 1, bài 2 đấy. Cứ viết ra thôi, hắn cho cái gì viết ra. Có hai cặp cực, ký hai cặp không? 2P này, 2P. Nơ bao nên phụt, nơ vô, nơ chia 6 luôn. Đây, P cặp, P cực tư thì chú ý là P chia 2 nhé. P chia 2. Đó. Số cặp cực với số cực phân biệt. Thì đó chỉ là ký hiệu thôi nha. Đó chỉ là ký hiệu thôi. Người ta ghi là chữ cực tư nè. Cực tư thôi. Thì chữ P nó bản chất là nó chỉ là cái ký hiệu của người ta thôi. Ký hiệu chữ ha phương cũng được nè. Ha phương cực tư cũng được mà. Nó chỉ là cái ký hiệu thôi. Ta không thể hiểu vẹt là P luôn luôn là số cặp cực cả. Và phải tùy vào cái đề bài nó nói đó là cái gì. Nó chỉ là cái ký hiệu thôi. Ví dụ thay ký hiệu đấy chữ x cũng được mà. X cực tư thì các bạn như nhau cả. Học vật lý là phải bản chất cái đơn vị ấy. Phải để ý cái đơn vị. Chứ không phải là để một con chữ. Rồi, ok. Đấy thì các bạn có nhiều bạn nhầm lẫn giữa cực tư với cặp cực đấy. Đó. Cặp cực thì mình phải chia đôi. Rồi ta sang một phần dạng số 2 của mạch phát. Mạch phát có hai dạng. Mạch phát điện đối với tải tiêu thụ. Ở đây ta khi ở đến ấy là ta học mạch phát nó đứng một mình, được chưa? Một mình. Nhưng khi mạch phát là để làm gì các bạn? Để tạo ra điện. Mà tạo ra điện là để phục vụ cho các cái linh kiện điện tử, những cái đồ dùng thiết yếu. Ngoài này có thể là micro LC này. Được chưa? Thì sẽ làm như nào? Máy phát nó tạo ra điện, nó sẽ chui qua đây, được chưa? Chui qua đây. Thì cái các bạn cần quan tâm ở đây nó là cái dòng điện, được chưa? Dòng điện. Dòng điện. Y sẽ bằng E chia cho Z. E chia Z. Bài toán này là người ta sẽ bài toán người ta sẽ thay đổi này. Bài toán người ta sẽ thay đổi cái tốc độ quay của rotor. Khi thay đổi tốc độ quay của rotor ấy, sẽ dẫn đến một điều này. Đó là cái e này này nó cũng sẽ thay đổi theo. E này nó sẽ thay đổi theo. E là số điện động nha. Hay hiểu là u đấy, được chưa? Hay có thể hiểu là u cũng được. E này sẽ thay đổi. N biến thiên, E biến thiên theo. Thế biến thiên như thế nào? Thì các bạn chú ý là cái E này ấy, là nó bằng omega. E nó bằng omega nhân với phi không. Nhân với phi. Nó bằng omega này bằng 2 pi f nhân phi. Nó bằng 2 pi f thì lại bằng p nhân n nhân phi. Vậy tức là các bạn có thể thấy là e nó tỷ lệ thuần gì của n. Với n này mà tăng lên nhá. Thì e nó cũng tăng theo. Thì các bạn nhớ là e này nó tỷ lệ thuần với n này. Được tiếp tục này. À, cái n này thay đổi thì nó sẽ không làm thay đổi r các bạn nha, r không thay đổi gì cả. Nhưng mà zl bị c thì có đấy, zl này, các bạn chú ý là zl nha, nó bằng omega l đúng không? Omega này hai bằng 2 pi f l và bằng 2 pi f này là bằng p n l đấy, cho nên zl cũng tỷ lệ thuần với n luôn nha. Có thể viết cái này chứ không viết được. Còn ZC thì sao? ZC thì nó lại bằng
1 trên omega c nó bằng 2 pi pn nhân c, đúng không? Thế nên nó sẽ tỉ lệ nghịch với gì các bạn nhỉ? Tỉ lệ nghịch với n. Đây là những cái điều mà các bạn cần lưu ý khi mà làm bài toán đối với tải tiêu thụ. Được chưa? Thì khi gặp bài toán mà tải tiêu thụ bên ngoài của RLC thì bài toán người ta rất rất hay thay đổi cái này. Đấy. Người ta gọi là bài toán tốc độ quãng biến thiên. Được chưa? Nó là một cái nền để sau này chúng ta học cái phần LC omega biến thiên cực kỳ điện xuất chiều. Được chưa? Nào, cậu ta sang câu 8 nhá. Câu 8 nào. Giờ này khó hơn tí này. Chú ý này. Đối hai cực cùng một mạch phá điện xoay chiêu một phá vào đầu AB chỉ có tụ điện. Mạch này là mạch phát đối với tụ điện thôi nhá. Bài này là đơn dĩ này. Bỏ qua điện trở cuộn giấy của mạch phát. Khi rotor quay về tốc độ n vòng trên giấy thì cường độ dòng điện là 1. Thì tốc độ quay là 2N bằng thì cường độ dòng điện là bao nhiêu? Đấy. Đấy là bài toán nhân diện bài toán là bài toán này là bài toán N biến thiên. Đấy, N biến thiên. Thì các bạn ghi công thức ra thôi. Với tốc độ quay là N này. Là N. Thì cái ý của chúng ta bằng gì? E chia nhân diện gì? Thì C. Và với tốc độ quay là 2N nha. Thì cái ý lúc này là thay đổi rồi. Bởi vì sao lại thay đổi? Bởi vì lúc này nhá, cái E này này, ta gọi là E phẩy đi. Nó sẽ như thế nào? Còn thấy này, N mà tăng lên gấp đôi ấy, N mà tăng lên gấp đôi ấy, thì theo như kết quả đây này, E thì để thuần với N đúng không? Thì khi N tăng gấp đôi thì E nó cũng tăng gấp đôi. Được chưa? Và giải C đi như nào? Giải C gọi là giải C phẩy cũng thay đổi luôn. Được chưa? Giải C phẩy cũng thay đổi luôn. Và nó sẽ bằng là các bạn để ý là N tăng 2 thì giải C như nào? Nó phải giảm xuống. Bởi vì giải C nó tỷ lệ nghịch với gì? Với N đúng không nhỉ? Đấy, giải C nó tỷ lệ nghịch với N. Cho nên chỗ này ta sẽ biến về là giải C chia 2. Đó, có hiểu không? Vậy lúc này ý phẩy của chúng ta là E phẩy chia giải C phẩy. Nó sẽ bằng 2E mà chia cho giải C trên 2. Và nó bằng 4 lần đảo 2 lên 4E trên giải C. Và bằng 4 lần ý, đúng không? E chia giải C là ý. Và ý này là 1 ampe. Đúng không? Thì là 4 ampe. Được chưa? Đây là bài toán N biến thiên. Đấy, thì các bạn cứ quất như thế này nè. Có hiểu không nhỉ? Được chưa? Có vào đây bên đi học rồi à? Ok, có vấn đề gì ở câu đấy nào? Nha, có hỏi số 9.
Câu trên là thầy làm tự luận, con làm trắc nghiệm thì các bạn chỉ cần để ý là e tăng 4 lần, nhầm, e tăng 2 lần, giải C giảm 2 lần thì cái này tăng 4 lần. Đấy. Đó ra là bạn A luôn. Đó là thầy làm tự luận cho các bạn xem không? Trắc nghiệm thì nhanh lắm. Thảo sai rồi, sai rồi Thảo ạ. Ok, Dương Mạnh chị xác tiếp rồi, Hà Phương chị xác. Với tốc độ quay là n, ta còn là ban đầu đi, là y sẽ bằng e chia z. Z này là chữ c nhá, mạch này là chữ tù mà. Lúc sau, lúc mà thay đổi đi, lúc đầu là n nhá, n nhá, lúc sau là n bình, tức là cái này được tăng lên mấy lần các bạn. Lúc sau n bình, so với lúc đầu nó được tăng lên mấy lần, tăng lên n lần, đúng nhỉ? Ở đấy phải hiểu là tăng n lần. Từ n mà đến n bình thì tăng n lần thì có gì. Vậy lúc này cái e này, cái e của chúng ta nha, gọi là e phẩy đi, nó tăng lên n lần luôn. Còn giải c nó cũng giảm đi n lần. Vậy thì y phẩy của chúng ta nó bằng n e chia giải c trên n bằng n bình e trên giải c, và nó chính là bằng n bình y. Và tức là đáp án C. Rồi, ông Đạt xong rồi chọn C, xong rồi chọn đổi sang A. Nào à. Đấy, con trắc nghiệm thì các bạn chỉ cần làm như thế này. Đấy là thầy làm từ luận cho các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn làm trắc nghiệm là E tăng lên N lần này, ZC thì giảm xuống N lần này. Như vậy mình đảo lại thành n nhân n thành n bình, không cần phải viết cái gì hết. Để tính bay cho các bạn nhìn thôi, cho con thầy làm như này. Ok chưa? Rồi, câu hỏi số 13. Đại học 2010 cũng là một bài toán thay đổi n. Nào chúng ta đọc đề nhé. Bài này là mạch Rơler nhé, mạch Rơler các bạn nhé, được chưa? R mắc nối tiếp với L. Khi n vòng đến phút thì dòng điện là 1, 3 n thì dòng điện là căn 3, còn 2 n thì lấy hỏi cảm khám. Giật L là bao nhiêu? Là bằng mấy lần R đấy, được chưa? Đấy, các bạn có thể nhận được. Câu này thời trước cũng là một câu cũng được gọi là vật trục cáo.
thầy tỏ tắt lại đây nha, mạch này là mạch cơ lơ. Khi n bằng đến phút thì dòng điện lúc này là bằng 1 A. Khi 3 N vòng thì lúc này là Y bằng căn 3 A. Khi 2 N vòng thì Y 3 là bao nhiêu? À nhầm, người ta hỏi là gì? Diện L bằng bao nhiêu? Đấy, đây chỉ như thế thôi. Khỏe không? Rồi, thầy sẽ chơi dần. Nào bạn nào chưa làm được gì này? Lúc đầu là với N thì I1 là bằng 1 A. À, thì ta để là I1 bằng E chia Z, đúng không? Z ở đây chỉ là bằng R bình. Cầu gì? Diệt L bình. Được chưa? E1 đấy. Tiếp tục này, nó bằng 1 nha. I2 này nó sẽ bằng gì? E2 chia căn của R bình cộng với diệt L2 bình bằng căn 3. Và các bạn để ý là do N tăng lên 3 lần đấy, cho nên cái E2 này này nó cũng sẽ bằng gấp 3 lần E1, đúng không? Và diệt L2 này này cũng sẽ gấp 3 lần diệt gì? Diệt L1. Được chưa? Các bạn sẽ lập tỉ số cho thầy nhé. I1 trên I2 chỉ là 1 trên căn 3 bằng E1 chia E2 nhân căn của gì? R bình cộng với diệt L2 bình. Cái này chia là phải đảo ngược lại nhá. Cộng với diệt L1 bình. Đấy. Để chúng ta bàn với Lan cái câu này thì cũng hơi khó đấy. Thì mình chưa có kinh nghiệm. Đấy, mình lập tỉ số là để cho tiết tiêu bữa đi. E1 chia E2 là bằng gì? Các bạn để ý là do N tăng lên 3 lần. Cho nên E1 này này chia E2 này nó bằng 1 gì? 1 phần 3. Được chưa? Đây là R bình này. Còn mình sẽ L. Diệt L2. Diệt L2 thì bằng mấy lần diệt L1 nhỉ? Ở đây do N tăng 3 lần. Nên diệt L2 nó sẽ gấp 3 lần. Đúng nhỉ? Thì chỗ này sẽ là bằng 3 lần diệt L1 bình. Đấy, được chưa? Từ đó các bạn sẽ biến đổi thôi. Biến đổi. Để cho dễ tính nha. Một là các bạn biến đổi bình thường như này cũng được. Hai là thầy sẽ làm đơn giản hóa lớn hơn này. Đó là thầy sẽ đặt cái thằng diện L1 này bằng 1 cho này. Đặt thằng này bằng 1 nha. Thì lúc đó mình sẽ làm dễ hơn. Được chưa? Không thì các bạn thích cái để đó mà làm được. À, nhân nhân chéo lên đây bình phương hai vế thì được đây là được ship số luôn nhỉ, ship số cho thầy nhá, ship số đi, ship số luôn thì R sẽ bằng vậy nếu đặt diện L là 1. R sẽ bằng căn 3 đúng không, đây sẽ đặt diện L là 1 nha. Rồi được chưa? Bây giờ bước thứ hai này, gió này, gió N này tăng lên 2 lần, được chưa? Gió N tăng lên 2 lần, người ta hỏi diệt diệt L3 đúng không? Thì ta có này, gió N tăng lên 2 lần, thì diệt L3 ấy, nó sẽ cùng để tăng lên 2 lần so với diệt L1 đúng không? Bằng 2 lần diệt L1.
Được chưa? Mà ZL1 thì mình vừa đặt ở đây là bằng, nếu các bạn giải ra chỗ này thì căn 3 ZL này, ZL1 mình vừa đặt là 1 đúng không? Thì đây là 2. Vậy thì ta lập tỷ số thôi. ZL mà chia R sẽ được căn 3, được 2 chia căn 3. Và như vậy là ZL sẽ bằng là 2 R trên căn 3. Rồi, ok. Với đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Em có hiểu thầy làm cái gì? Chỗ này thầy đặt ZL là 1 để cho dễ tính. Còn nếu các bạn không đặt cũng làm được. Nếu các bạn không đặt thì chỗ này sẽ là căn 3 lần ZL. Được chưa? Và chỗ này là không đặt thì nó sẽ thành 2 lần ZL 1. Được chưa? Và như vậy lập tỷ số ra thì nó cũng là căn 3, 2 chia căn 3. Các bạn có hiểu cái việc đặt này có ý nghĩa gì không? Là để cho dễ tính thôi nha, để cho mình ship số được. Hiểu không? Ok, có Hà Phương ra đây. Tốt đấy nhỉ. Thế là bảo mày học được mà. Được chưa? Có chỗ nào thắc mắc để thầy giải đáp không? Đây này khúc khó khó này mày ra. À, thì ra là được rồi. Cái khó nhất đã được giải quyết. Ok, ta sang câu hỏi số 14. Làm là một câu đề năm 2013. Đề năm 2013 là đề năm mà thầy thí đấy. Đề năm đó cũng gọi là so với những năm cũng gọi là khó lắm. Nào câu hỏi số 14, đại học 2013, nối hai cực cùng một mạch phạt điện sẽ chiêu một pha vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm R 69,1 gồm L nữa, gồm tụ điện nữa. Bài này khó ở chỗ là mắc mạch này là mạch RLC nha. Với R là 69,1, L là bao nhiêu chưa biết. Nói chung là L bài này đi tìm L. Ví dụ C là bằng từng này. Ok, chưa biết làm để làm gì cả đúng không? Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây, tức là cuộn cảm này là cuộn cảm thuần. Biết rô to có hai cặp cực P đấy, P có hai cặp cực. Rô to quay đều với N1 vòng trên phút và N2 vòng trên phút. Thì công suất tiêu thụ điện trên mạch AB là như nhau. Hỏi độ tự cảm L là bao nhiêu? Như vậy là ZL đang là một biển. ZC cũng đang là một biển. Được chưa? Cũng đang một biển. Chứ biết. Nhưng mà ta tính được ZC đấy. ZL mình tính được nhưng mà tính ZC được. Ở đây thầy sẽ tính ZC. Trường hợp đầu tiên, N1 là 1350. Được chưa? Có N này. Có gì? Có P này. Có hai cặp cực này. Thì các bạn sẽ tính được gì? Tính tần số, đúng không? Tần số bằng P nhân N nhé. Nào, F1 nào.
M1 bằng P, P nhân N1 này là hai cặp cực này, nhân với 1350 chia cho 60. Nào, bấm thôi. 2 nhân 1350 chia 60 thì quả được 45 hiệp. Dẫn đến cái omega ở đây là bằng 90 pi. Từ đó các bạn sẽ tìm được giải L1 nhân giải C1. Giải C1 thì bằng 1 trên omega C. Omega là 90 pi. Và cái điện chúng này là 176,8 nhân 10 mũ trừ 6. Thì kết quả ở đây sẽ là 20. Như vậy ZC1 sẽ là 20 ohm. Còn ZC2 nào, ở đây nghĩa là ta lại thay đổi cái N2 đi. Nào, N2 đây. Thì lúc này N2 của chúng ta là bằng bao nhiêu? Thầy sẽ bấm máy tính luôn. P là 2 nhân với 1800 chia 60 thì còn là 60 hẹp. Dẫn đến omega sẽ bằng 120 pi. Lúc này giải C2 sẽ bằng là 1 trên 120 pi nhân với 176,8 nhân 10 mũ trừ 6. Đấy là việc đầu tiên mình có thể ra. Giả sử như mình không biết làm thì đây là việc đầu tiên mình có thể làm. Không biết nó có làm được hay không, nhưng mà cứ tính được cái thằng giải C là cứ tính thôi. Được chưa? Chả biết có làm được hay không, nhưng mà cứ tính giải C cái đã. Tính được cái gì thì tính đúng nhỉ. Đây là một câu vận dụng cáo trong đề năm đó đấy. Rồi, sau khi mình tính được giải C1, giải C2 có R rồi, người ta cho cái gì tiếp theo nào? Như vậy là mình đã xử lý được cái chỗ này này, có điện chúng này, được chưa? Đó. Cái chỗ mà chúng ta chưa xử lý ở đây đó là công suất tiêu thụ điện đoàn mạch AB là như nhau. Nếu mà công suất như nhau thì nghĩa là gì? Công suất tiêu thụ như nhau nghĩa là gì? Nghĩa là I1 P1 ấy, thì nó bằng I1 bình nhân R. Đấy là I2 bình nhân R. Các bạn học với công suất rồi đúng không? Thì các bạn vẫn phải biết công thức này đúng không? Vậy tương đương với gì? Tương đương với là I1 bình sẽ bằng I2 bình. Được chưa? Mà I1 sẽ bằng E1 chia cho Z1. Được chưa? I2 sẽ bằng E2 chia cho Z2. Đấy. Rồi, ok nha. Vậy thì điều gì xảy ra? Thấy không? Các bạn có thể đào làm chút xíu. E1 bình chia E2 bình nó sẽ bằng Z2 bình chia Z1 bình. Nào, các bạn so sánh xem nào. E1 chia E2 triệt tiêu được không? Nào, triệt tiêu được không? Các bạn để ý là N1 so với N2 như nào? Do E tỷ lệ thuần với N đúng không? Ta thấy N1 tăng lên mấy lần này? N1 lên N2 tăng lên mấy lần? Lấy 1800 mà chia cho 1350, kết quả sẽ là 4/3. Như vậy là E1, như vậy là E2 mà chia E1 đúng không? Đấy. Thì sẽ là bằng, đây là 3/4 tất cả bình, đúng không? Các bạn có hiểu không? Đây này, thằng N1 là 1350, còn thằng N2 là 1800. Gió N1 tăng lên N2 là 4/3 lần, được chưa? Vậy thì E1 chia E2 sẽ là 3/4. Hiểu không nhỉ? Đấy, có thêm Việt Nam. Tỷ lệ với N1 đến N2 này là 1350 chia cho 1800. Chứ không phải 3/4 đâu. Đó. Được chưa? Bây giờ Z2 là bao nhiêu? Z2 chỉ là tổng trở của thằng thứ hai. Nó chỉ là bằng R bình. R bình là 69,1 tất cả bình. Hãy xóa luôn chỗ này nha. Cộng với
ZL trừ đi ZC1 là ZC1 là 20. Nhầm, ZC2 là 15. Thế cho R bình là 69,1. Cộng với ZL trừ đi 20 tất cả bình. Từ đó các bạn tin được ZL. Đúng nhỉ? Từ đó tin được ZL. Các bạn ship xuống ZL bằng bao nhiêu? Mà ZL đúng không? À đấy là ZL 1 này, đây là ZL 2 nhé. ZL cũng bị thay đổi đấy. ZL cũng bị thay đổi đấy. Để cho hết luôn nha. 9 phần 16 sẽ bằng 69,1 cộng với ZL 1. ZL 1 thì mình thay luôn cho thầy là omega L1. Omega L1 omega 1 L này. Các bạn chú ý ZL 1 nha. Nó bằng omega 1 L và bằng 2 pi F1 là P nhân N1 nhân L đấy. ZL 2 chỉ là bằng 2 pi nhân P nhân N2 nhân L. Các bạn có thể thay vào đây được nha. 2 pi P là 2 nha. P là 2 cặp cực này. N1 là 1350 trừ 15 nhân với L nữa. Được chưa? Rồi. Đến cho 60 nữa nha. Tất cả đến cho 69,1 cộng với gì? 2 pi nhân với 2 nhân với 1800 đến 60 nhân L trừ đi 20. Để đấy thì ship số đúng không? Ship số. Ship số được không? Ship số được á. Hiểu được không? À chỗ này thay nhầm tí này. Chỗ này là Z1 nha. Z1. Nhầm. Đảo lại này, đảo là Z1 lên này. Tây Việt nhầm là Z2. Đây Z2 này. Có hiểu được không? Không phải 477. Được chưa? Đấy, 0.477. 0.477. 0.477 thì gần nhất về đáp án nào? Đáp án C. Rồi, câu này là một câu vận dụng cao trong đề lý đại học ấy. Khá là khó. Khá là khoái. Thế nhưng nếu mà để các bạn tự làm câu này ấy, thời điểm này thì đúng là hơi khó thật. Thầy chữa mẫu như một câu như vậy. Ai hiểu được câu này? Rồi, Hà Phương hiểu, Dương Mạnh hiểu. Thế đã. Hảo cũng hiểu. Ok. Rồi. Hơi khoai chút đúng không? Hơi khoai ở cái chỗ này này. Thứ nhất là P1 bằng P2 thì suy ra được cái tỷ lệ này. Đấy. Tôi thay số 3. Rồi, nếu mà chưa hiểu thì có thể xem lại. Thực ra cái này nếu mà chưa khó hiểu thì cũng dễ thôi. Rồi, ta sang phần cuối cùng nha. Phần cuối cùng này. Cái này thì chắc 5 phút là xong thôi. Được chưa? Máy phát điện 3 pha thì đấy là một câu hỏi chủ đề khá là dễ trong đề thi này. Máy phát điện 3 pha nha. Rất đơn giản như sau.
À, vừa rồi ở trên đấy là chúng ta học về máy phát điện một pha, được chưa? Một pha. Thì máy ba pha thì nó có khác nhau gì? Ba pha thì đặc trưng của nó như này này. Đó là có ba cuộn dây. Một pha ấy, thì nó có các cuộn dây là sắp xếp đối xứng nhau là được. Nhưng mà ba pha đặc trưng của thằng ba pha phải như này này. Đó là ba cuộn dây này phải sắp xếp lệch nhau 120 độ, tức là 2 pi chia 3 đấy. Đây, đây là cái 5 chấm nha. Thì nó về sắp xếp như này. Cái cuộn giấy nó phải đặt như này. Đấy, lệch nhau đúng 120 độ. Cả một vòng tròn này 360 thì nó sẽ đặt lệch nhau là mỗi góc là 120 độ. Thì đây là đặc trưng của thằng ba pha. Cứ sắp xếp ba thằng 120 độ thì đó là cái thằng gọi là thằng ba pha. Mình sẽ hiểu đơn giản như vậy. Nó khác biệt cái thằng một phá ấy. Thứ nhất là một phá thì mấy cuộn giấy cũng được, mấy cặp cực cũng được, sắp xếp cứ đối xứng là được, thấy chưa? Đấy. Còn cái thằng ba phá là bắt buộc để tạo thành một thằng ba phá, đó là bắt buộc phải xếp lên nhau 120 độ. Về vấn đề kỹ thuật thì điều này nói điều này nó chưa chính xác lắm. Tuy nhiên để mình học đơn giản nhất thì đó là cách hiểu đơn giản nhất. Cứ ba cuộn dây sắp xếp 120 độ là máy phản điện ba pha. Đó là cái cách để bên đồ kỹ thuật nó làm. Mình thì mình hiểu như vậy thôi. Và thứ hai, khi ba cuộn này sắp xếp 120 độ thì nó tạo ra ba suất điện đồng ở trên này. Và ba suất điện đồng này lần lượt lệch nhau 120 độ luôn. E1 bằng E0, cột của omega t. E2 sẽ bằng E0, cột của omega t cộng 2 pi chia 3. Còn E3 thì bằng E0, cột của omega t trừ 2 pi chia 3. Ba thằng này lệch nhau 120 độ, được chưa? Ừ. 2 pi chia 3 là 120 độ đấy. Thì câu hỏi người ta thường hỏi đi hỏi lại đó là cái gì? Đó là ví dụ như câu hỏi số 11. À, nếu mà các bạn vẽ đơn trục nhá, E1, E2, E3 trên đây này. Thì thằng này mà ở đấy này. Được chưa? Thì hai thằng còn lại nó sẽ nằm ở đây này. Lệch nhau 120 nhá. Đó. Lệch nhau 120. Đó. Được chưa? Và chú ý là cái biên độ của chúng là như nhau nhá, đều là E0 hết. Đây là đặc trưng của thằng ba pha. Rồi nào, câu hỏi số 1 đi. Câu hỏi số 1 là một máy phát ba pha, ba suất điện đồng xuất hiện trong ba cuộn dây có cùng tần số cùng biên độ và lệch nhau một góc là gì? 2 pi chia 3. Được chưa? Câu hỏi rất đơn giản nha. Đây là câu hỏi số 2 nè. Câu hỏi số 2 nè. Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động, suất điện đồng xoay chiều xuất hiện trong mỗi cuộn dây có giá trị cực đại là E0. Khi suất điện đồng tức thời trong một cuộn dây bằng 0. Cái này suất điện đồng là E đấy. Bằng 0. Thì hai thằng còn lại suất điện đồng tức thời trong hai thằng còn lại là bao nhiêu? Khi bài toán mà hỏi là suất điện đồng tức thời trong một thằng á, hỏi những thằng còn lại thì các bạn dùng cho thầy cái đơn trục nha. Đây này. E1, E2, E3. Cái đơn trục là nó thể hiện cho độ lệch phá của các đại lượng rồi. Thì khi một thằng bằng 0, đúng không? Khi một thằng, ví dụ thằng E1 bằng 0, thì thằng thứ hai đang ở đâu? Thằng thứ ba đang ở đâu? Thì rõ ràng là chúng lệch nhau là 120 độ, đúng nhỉ? Đây. Lệch nhau 120. Được chưa? Vậy thì E2 với E3 người ta hỏi là đang ở đâu? Độ lớn đang ở đâu? Thì các bạn để ý là chọn xuống chính là độ lớn đấy. Góc này mấy độ nè?
Do góc trên anh chỉ mấy đồ đúng không nhỉ? Do góc trên anh chỉ mấy đồ. Mà cái góc này là 120, vậy góc này là 30. Vậy thì góc này sẽ là gì? 30 thì hợp với trục hoành là gì? A căn 3 chia 2 đúng không? E0 căn 3 chia 2. Đáp án là A. Được chưa? Thế đó. Rồi, phần này thì thầy để 3 câu thôi. Vì nó hỏi đi hỏi lại quanh quẩn ở đây thôi. Nào, các bạn trả lời cho thầy câu này. À, giống câu trên nha, giống D câu trên. Tức là ở đây khi xuất điện đồng tức thời trong một cuộc dây đặc cực đại thì xuất điện đồng tức thời trong hai thằng còn lại là bao nhiêu? Câu hỏi, khi một thằng cực đại thì hai thằng còn lại là ở chỗ nào? À, vẽ đơn trục E1, E2, E3. Ok, tương mạnh chính xác. Một thằng đang cực đại, được chưa? Một thằng được cực đại thì hai thằng còn lại chắc chắn là phải tué ra ở đấy, đúng nhỉ? Được chưa? Tué ra ở đây. Vậy thì góc này 120, góc này sẽ mấy các bạn? 60. Vậy chiều xuống trục hoành là vị trí gì? Vị trí A chia đôi, đúng không? E0 chia đôi. Đáp án sẽ là C. Được chưa? Có hiểu không? Thì người ta sẽ hỏi quanh đi quần lại ở cái chỗ này nha. Ok. Đó, xong rồi đấy. Thôi buổi hôm nay là phần liên quan đến khung dây quay và máy phát điện. Như thầy đã dạy xong nha các bạn. Hiểu ba không? Có câu cuối hơi khoai tí đó. Có gì đó. Còn lại bình thường. Bước 9 công mà. Rồi, ok. Các bạn nào thắc mắc gì nữa ta nghỉ thôi. Bye bye các bạn nha.